Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chuẩn file HEIF ở trên cái chiếc 1DX Mark III này. Đó, thì trên cái chiếc 1DX Mark III này thì lần đầu tiên Canon họ tích hợp cái chuẩn ghi ảnh HEIF song song với cái chuẩn JPEG trước giờ chúng ta thường biết. Đó, thì cái HEIF là gì? Đơn giản để cho các bạn dễ hiểu thì nó là cũng là một cái định dạng hình ảnh nhưng nó có khả năng ghi dữ liệu là 10 bit. Nó khác với cái file JPEG bình thường là chỉ ghi dữ liệu 8 bit mà thôi. Đó, thì nếu mà xét về cái dung lượng thì cái file HEIF này nó, nếu mà các bạn xét cùng chất lượng với file JPEG thì nó có tiết kiệm được cái dung lượng lên tới 50%. Rồi, cái file HEIF này nó có khả năng thể hiện được cái độ chi tiết và cái độ chính xác rất là cao. Nó có cái giải màu rộng hơn gấp 4 lần so với cái giải màu của các file chuẩn màu sRGB hoặc là Adobe RGB trước đây chúng ta từng biết. Rồi, để chụp được cái file HEIF trên cái chiếc 1DX Mark III này, các bạn cần vào cái menu đầu tiên. Ở đây chúng ta có file mặc định là trên máy nó sẽ hiểu là chúng ta chụp bằng file JPEG mà thôi. Thì cái file JPEG ở trên này chúng ta cũng có thể chỉnh được cái chất lượng, độ chi tiết của nó trên từng cái size hình luôn, từ lớn tới nhỏ. Đó. Ngoài ra, để các bạn chụp chuyển qua HEIF thì các bạn cần chuyển qua cái HDR PQ setting này. Đó. Các bạn cần chuyển qua HDR PQ setting đó vào đây và các bạn cho nó on lên. Đó, thì sau khi các bạn cho nó on lên thì ở dưới này chúng ta có hai cái mục để cần chỉnh. Đầu tiên là cái HDR Acid Display, thì cái mục setting nó có hai cái. Đầu tiên nó sẽ ưu tiên cái mid tone, thì cái này ưu tiên khi nó nghĩa là nó sẽ giúp cái màn hình LCD này nó giả lập như cái hình ảnh các bạn coi trên một cái màn hình HDR bình thường. Và đầu tiên cái này nó sẽ giả lập ưu tiên hơn về cái da người đó. Và cái thứ hai là về cái tone. Cái tone thì nó ưu tiên về cái highlight, tức là khi các bạn chụp phong cảnh như là chụp bầu trời hay gì thì các bạn nên chọn về cái tone này đó. Rồi, sau đó thì các bạn có thể quay về lại ở đây. Rồi, khi các bạn chụp các khi các bạn chọn on cái HDR setting HDR PQ này lên thì máy nó sẽ gợi ý chúng ta là nên bật cái chức năng highlight tone priority này bật lên. Đó. Thì các bạn sẽ vào cái menu ở đây và cái các bạn sẽ on cái highlight tone priority này lên. Đó. Chúng ta on nó lên thì ở đây nó sẽ có hai cái chức năng. Đầu tiên là on bình thường và cái chức năng nâng cao, đẩy cao hơn. Đó. Thì mình chọn cái on bình thường mà thôi. Đó. Rồi cái trường hợp các bạn chụp các file HEIF này rồi mà máy tính bạn không thể mở được cái file HEIF này thì các bạn cần vào cái chức năng là HEIF chuyển qua, các bạn convert nó từ HEIF convert qua lại file JPEG bình thường. Đó. Thì các bạn chỉ chọn cái file nào mà các bạn đã chụp trong máy và các bạn chuyển nó qua mà thôi. Đó. Thì khi các bạn bấm vào thì nó sẽ hỏi lưu thành một cái file mới thì bạn ok. Và nó sẽ tạo ra một cái folder riêng tương ứng với cái tên file đó trên cái thẻ nhớ của các bạn. Đó. Rồi, cái đó là cái về phần chụp. Về phần xem thì cái file HEIF này nó không có, tới hiện nay các codec trên Mac và Windows nó vẫn chưa có hỗ trợ cái định dạng HEIF này. Và các bạn cần phải cài một cái codec riêng để cho máy tính nó có thể hiểu được cái file này. Rồi, ở đây chúng ta có cái file HEIF chụp được thì nó có đuôi file nó là HEIF mà thôi. Đó, thì với cái dung lượng nó tùy theo cái độ chi tiết của hình ảnh và màu sắc trên hình ảnh mà nó sẽ có cái độ nén ra cái dung lượng khác nhau. Thì ở đây mình có chụp 3 tấm để các bạn so sánh thử. Thì cái file HEIF nó chỉ có dung lượng là 6.9 MB, so với cái file JPEG nó tới 8.4 MB. Và nếu mà cái file RAW CR3 trên chiếc Mark III này thì nó có dung lượng là 22.2 MB. Đó, và hiện tại cái file HEIF này trên Mac lẫn Windows máy tính nó sẽ không nhận được và các bạn cần cài một phần mềm riêng. Thì ở đây trên Mac thì chúng ta cài cái phần mềm là DBB của Canon. Rồi, với cái phiên bản DBB 4.10.40, rồi các bạn có thể mở được những cái file HEIF bình thường. Cái file HEIF này thì các bạn có thể mở bằng cái DBB 4 của Canon. Thì khi mà các bạn cài DBB 4 vào, nó sẽ không mở được cái file HEIF liền, mà các bạn cần phải cài thêm một cái plugin nữa để cho nó có thể hiển thị, nó hiểu được cái file HEIF này. Ở đây các bạn thấy HEIF nó sẽ có một cái logo HDR nó nằm ở đây so với cái file RAW là CR3 và file JPEG bình thường.
nó sẽ không có. Đó. Rồi khi các bạn mở cái file HEIF bằng DBB thì các bạn sau khi các bạn cài plugin rồi thì các bạn có thể dễ dàng chỉnh nó bằng các thao tác cơ bản ở bên cái mục Basic Image Adjustment này, hoặc là các bạn có thể vô tùy chỉnh các thông số phía trong sâu hơn. Đó. Ở đây mình chỉnh cho các bạn thấy cái độ chuyển màu rồi này nọ của file. Đó. Rồi vậy thôi.